Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trong chuỗi video của BSS mang tên Phân tích biệt thự Legacy Hill cùng BSS. Mình là Lê Thắng, giám đốc quản lý sản phẩm Legacy Hill của BSS Group, và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một dãy biệt thự được coi là hoa hậu, là nàng thơ của dự án Legacy Hill. Đó chính là dãy biệt thự Đồi Nam với tổng số lượng giới hạn chỉ 77 căn biệt thự. Đồi Nam tại dự án Legacy Hill có tổng số lượng giới hạn là 77 căn biệt thự với các dãy từ BTDN1 cho đến BTDN7 dành cho các khách hàng có nhu cầu cầu mua đầu tư. Còn dãy biệt thự DN2 và dãy biệt thự DN7 thì chủ tư sẽ không bán mà giữ lại làm bungalow khách hàng trải nghiệm các dịch vụ kinh doanh. Dãy biệt thự Đồi Nam có điểm cao nhất nằm tại DN128 với cao độ là 46,4m và giảm dần xuống phía nam, tiếp giáp với khá nhiều tiện ích như hồ cá koi, đường Trúc, đồi Mỹ Nhân, đồi Đỗ Quyên. Phần thứ nhất, đối tượng khách hàng mua biệt thự Đồi Nam sẽ là những người thích cái đẹp và sự hưởng thụ, bởi đây là nơi có diện tích mặt nước cũng như là cây xanh lớn nhất cả khu vực, nằm cạnh trung tâm vui chơi thể thao và giải trí toàn dự án. Hơn nữa, diện tích tại các căn biệt thự Đồi Nam là khá nhỏ, phù hợp với cả những khách hàng có nhu cầu mua để đầu tư cũng như là mua để ở. Cái thứ hai nữa là khu Đồi Nam đang là khu đầu tiên ra hàng nên thành ra giá khởi điểm là cực kỳ hấp dẫn dành cho những khách hàng đầu tư và biết thông tin sớm. Dự kiến trong tương lai thì khả năng lấp phòng cũng như là cho thuê của biệt thự Đồi Nam sẽ rất là cao, bởi cái view của các căn biệt thự này đều khá đẹp và cái độ tiếp cận đến các tiện ích là vô cùng ngắn. Phần 2, ưu thế cạnh tranh. Về lợi thế thì những căn biệt thự Đồi Nam được khá nhiều khách hàng tìm hiểu và chú ý hơn. Khi nhìn trên master plan thì vị trí của các dãy được bao quanh bởi tương đối nhiều diện tích hồ và sông suối. Ví dụ như dãy DN1 sẽ tiếp giáp với sông Thiên Nga, còn nằm giữa dãy DN3 và DN4 là hồ cá koi. Dãy DN5 thì lại có tầm view ra đồi Mỹ Nhân và đồi hoa Đỗ Quyên. Biệt thự Đồi Nam là khu biệt thự có diện tích hồ và diện tích cây xanh lớn nhất trong khu vực, đặc biệt nằm gần nhiều tiện ích. Thường chỉ trong các dự án thì khu đẹp nhất sẽ ra sau cùng. Tuy nhiên, đối với dự án Legacy Hill thì chủ đầu tư đang đưa ra một phân khu gần như là đẹp nhất để dành cho những khách hàng biết thông tin sớm, có thể chọn những căn đẹp và ưng ý cho mình. Ngoài việc có vị trí đẹp, tầm view đẹp, sở hữu nhiều diện tích mặt nước và cây xanh thì diện tích của những căn biệt thự Đồi Nam đều rất là nhỏ nên tổng giá trị của biệt thự là không quá cao. Đa số diện tích thuộc dãy biệt thự Đồi Nam nằm trung bình từ 350 cho đến 360 m2, không quá rộng nên suất đầu tư là khá hấp dẫn. Ví dụ một căn view hồ chỉ đâu đó khoảng từ 5,5 tỷ cho đến 6 tỷ mà thôi. Rồi, sau đây để các bạn rõ hơn thì chúng ta sẽ đi vào phần 3 là phần phân tích một bài toán tài chính đi khi mua một căn biệt thự cụ thể ở Đồi Nam. Tất nhiên là ở biệt thự Đồi Nam thì mọi người khi mà nhìn thoáng qua trên master plan, mọi người sẽ thường chọn ngay những căn biệt thự thuộc dãy DN3, DN4, bởi vì đấy là những căn biệt thự giáp hồ cá koi. Rất nhiều khách hàng quan tâm đến những căn này nhưng số lượng thì có hạn. Vậy thì với những căn còn lại thì sao? Thì chia sẻ trên quan điểm cá nhân Thắng thì Thắng thấy là có một căn rất là đẹp mà mọi người cần chú ý, đó là căn DN118. Vâng, căn này nằm trên mặt đường 7m, nằm giữa dãy DN1 và DN3. Có một điểm đáng chú ý như sau, tức là cái mật độ xây dựng của các căn biệt thự tại Legacy Hill sẽ chạy từ 30% cho đến 35%. Chính vì vậy đó không phải là những khối biệt thự được xây san sát nhau mà có những khoảng cách từ căn biệt thự này đến căn biệt thự khác, nên cái việc bị chắn tầm view là không có. Và căn DN118 thì có diện tích đất là 304m2 với mật độ xây dựng là 35%, được xây 2,5 tầng thì tổng diện tích sàn xây dựng của căn này là khoảng 266m2, với đơn giá đất dự kiến khởi điểm là 10,6 triệu một mét vuông thì tiền đất cho căn biệt thự DN118 là khoảng 3 tỷ 220 triệu và tiền xây dựng dự kiến là khoảng 5,5 triệu thì nhân với 266m2 sàn xây dựng thì tổng tiền xây sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 463 triệu. Vâng ạ, như vậy tổng giá trị biệt thự cho một căn xây thô hoàn thiện mặt ngoài
của căn DN118 sẽ là 4 tỷ 683 triệu. Vâng ạ, tổng giá tiền thì tương đối là phù hợp với những khách hàng có tích lũy tài chính vừa phải trong độ tuổi khoảng tầm từ 30 đến 40. Thậm chí như Thắng đây cũng đang rất quan tâm đến căn này. Khi mà làm clip thì cũng đã hỏi trước admin là xem căn này còn không, còn có thể là sau khi clip này được dựng xong thì căn này sẽ là được chính thức được sở hữu bởi Thắng. Vậy thì khi mà chúng ta mua căn DN118 thì sẽ thanh toán theo tiến độ như thế nào? Vâng ạ, đặt cọc thì sẽ là dự kiến là 100 triệu, vâng ạ, 10% đợt đầu tiên. Vì là tổng giá trị của biệt thự là 4 tỷ 683 nên đợt 1 chúng ta thanh toán là 10% tổng giá trị biệt thự sẽ là xấp xỉ 468 triệu. Đợt thứ 2 sau đó khoảng 4 tháng, tức là bây giờ là tháng 5 thì như vậy khoảng đến tháng 9 chúng ta sẽ thanh toán đợt thứ 2 cũng là 10%, tức tương đương với là 468 triệu. Đợt thứ 3 là sau đợt thứ 2 4 tháng, tức là khoảng tầm tháng 1 của năm 2021 thì sẽ là 468 triệu. Như vậy là tổng vốn tự có khách hàng bỏ ra sau 3 đợt đấy là chưa đến 1 tỷ rưỡi. Thế còn 65% tiếp theo thì ngân hàng sẽ giải ngân cho chủ đầu tư. Và ở dự án này có điểm đặc biệt là với tính pháp lý hoàn thiện, với năng lực chủ đầu tư đã được xem xét qua các ngân hàng thì có VPBank và MBBank sẽ giải ngân cho dự án, và mức hỗ trợ lãi suất 0% sẽ được kéo dài tới 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, tức là đến đâu đó khoảng đầu năm 2023 khi mà dự án đã đi vào hoạt động rồi. Dự án của chúng ta sẽ dự kiến hoạt động vào cuối năm 2022 và tổng vốn chúng ta bỏ ra là chưa đến 1,5 tỷ. Và với quan điểm của Thắng thì căn DN118 này chúng ta sẽ vẫn view được hồ Cá Coi, bởi vì cái khoảng cách giữa các căn biệt thự là có, bởi vì mật độ xây dựng chỉ là 35% mà thôi. Phần thứ tư, chính sách và ưu đãi đặc biệt. Khi dự án đi vào hoạt động, nhận định sẽ khó để tìm mua được một căn biệt thự khoảng tầm 6,5 tỷ. Đối với 100 khách hàng đầu tiên còn được chủ tư miễn phí quản lý dịch vụ trong vòng 2 năm, được chủ tư tặng một cây vàng trị giá 50 triệu, hoặc nếu may mắn nằm trong số 50 khách hàng đầu tiên mua biệt thự, chúng ta còn được tặng thêm một vườn hồng nữa. Mức giá dự kiến vào năm 2023 đối với những khu như ở biệt thự Đồi Nam, căn cứ vào những dự án được đầu tư vào quy mô và bài bản như vậy thì sẽ có mức giá khoảng tầm từ 18 cho đến 20 triệu trên một mét vuông đất. Bởi hiện tại những dự án không được đầu tư nhiều tiện ích như vậy đã bán khoảng tầm 15 đến 17 triệu trên thị trường rồi. Vậy thì khách hàng sẽ lãi khoảng gần 1,8 tỷ đồng. Phần thứ 5, công năng biệt thự. Các mẫu biệt thự đều được chủ tư vô cùng khắt khe trong việc lựa chọn đơn vị thiết kế. Đơn vị thiết kế chính là đơn vị thiết kế cảnh quan dự án G8A Thụy Sĩ. Các mẫu biệt thự được bố trí 4 phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ đều có một nhà vệ sinh riêng khép kín, phục vụ cho nhu cầu về sau của khách hàng có thể ở hoặc nghỉ dưỡng hoặc là cho thuê. Mật độ xây dựng của căn biệt thự từ 30 cho đến 35% nên phía trước và phía sau đều sẽ có khoảng xanh sân vườn để khách hàng có thể tự do vui chơi, trồng cây, trồng hoa theo ý mình muốn.